y chang như bóng, mà theo kiểu như là từ trong ra ngoài luôn. Tóc thì xịt keo bóng mượt lên luôn, quần jean áo thun rồi kèm theo áo khoác sơ mi này. Sao em tả anh Quốc Thuận hồi đó vậy? thật sự quá đẹp. Thế nào giờ muốn đi đâu chơi sao cũng được anh, ông tức quá chở thẳng vô khách sạn luôn cho bỏ ghét. Là ổng chở thẳng khách sạn luôn? Dạ. Không kịp trở tay luôn. Thường thì ông này không có tấn công mình, không có gì hết. Ngay cả việc mà hôn nhau mình cũng biết, mình là người chủ động hôn ổng. Mà bây giờ đi đâu chồng ổng chủ động với mình. Mình thấy trời, ông này ổng cũng táo bạo chứ phải ổng hiền như vẻ bề ngoài của ổng hiền đâu. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Giống nhau à. Hai đứa giới thiệu về mình đi nào. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Đức Hiệp, năm nay em 28 tuổi và em đang làm tài xế Grab. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, năm nay em 28 tuổi rồi. Em thì ở nhà đang chăm bé rồi. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, quen nhau khoảng 1 năm. Như vậy là chắc chắn là, tôi đoán nha, chắc chắn là đi xe Grab gặp ông tài xế, đẹp trai quá, cua ông luôn nè, đúng không? Dạ không ạ. Ủa giờ hai người quen nhau sao, kể cho nghe coi nào. Em quen chồng em vào lúc đó là em làm công ty chung với ảnh, làm cho cô ảnh. Ảnh thì ở Bắc mới vào. Thì lần đầu tiên em gặp ảnh thì không nghĩ ảnh là đàn ông đâu. Ôi, lúc đó mẹo lạ lắm hả? Y chang như bóng, mà theo kiểu như là từ trong ra ngoài luôn. Tóc thì xịt keo bóng mượt lên luôn. Quần jean áo thun rồi kèm theo áo khoác sơ mi này. Thêm cái đồ màu khẩu trang bịt ở đây, kiểu bịt lại rồi mang giày này nọ nữa. Sao em tả anh Quốc Thuận hồi đó vậy? thật sự quá đen. Ta làm gì mà không có đen giống giờ đâu, đỏ trắng kiểu như là đúng chất là trai Bắc luôn. Lúc đó mình không có nghĩ là yêu ổng đâu. Nhưng mà cái cử chỉ, cách nói chuyện ảnh làm sao? Ảnh cũng lầm lầm lì lì ít nói nữa, theo kiểu cũng thấy kiểu như thấy gái mà cũng không có thèm để ý tới nữa. Càng nghi ngờ nữa đúng không? Rồi nhìn ổng thêm cái đặc biệt đó là cặp chân mày của ổng. Mình nói cái đàn ông nhưng mà cặp chân mày gì mà gọn mà đẹp đến vậy, đến ông mình con gái mà còn không bằng nữa. Đây đúng, em đúng, nói đúng, mới để ý nè, thấy cặp chân mày này quá đẹp nè. Có tỉa không? Dạ không. Rồi còn em thì sao? Ấn tượng đầu tiên của em khi mà em gặp cô ấy? Thì lần đầu gặp em thấy vợ em là cái, em ấn tượng cái thứ nhất là cao. Và cái, có cái làn da thì cũng khá là đen. Trước khi em vào trong đây làm á, thì cô em có gọi điện cho em thì bảo là bây giờ cứ vào đây làm đi với cô đi, thì không lo buồn đâu, tại vì trong này có cái bé Kim Anh làm bạn với mày rồi. Đấy thì em cũng nghĩ là nếu mà bé thì mình cũng nghĩ trong đầu là phải dễ thương lắm, nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Nhưng mà lần đầu gặp cái là nhìn hết hồn luôn, cao lớn. Cao quá. Rồi hai đứa sau đó là tình yêu các em tiến triển như thế nào? Tình yêu của em thì cứ, tại vì hồi đầu em cũng không có để ý lắm, nhưng mà cứ hai đứa làm chung một thời gian thì bắt đầu là nảy sinh tình cảm với nhau thôi. Thời điểm đó là em có người yêu rồi, em đâu có đâu ý ông này đâu. Tại vì tính chất công việc á, là hai vợ chồng làm chung mà ảnh ở phía cấp dưới của mình, thì ảnh cứ làm theo kiểu là cứ sai, hoặc là ảnh quên, ảnh không làm, mình cứ nhắc. Mà ảnh làm này nọ không được cái cô ảnh mắng mình. Mà mình tức quá, mình mắng lại ảnh. Mà hỏi, mắng sao nó, được rồi, anh biết rồi. Hỏi sau này, hỏi anh, em mắng anh hiểu không? Giờ anh, em mắng anh còn không hiểu nói gì, mình cho em vui thôi. Là sau này mới nói đúng không? Dạ. Cái thời gian đó chắc có lẽ là em ghét ông lắm không? Ghét kinh khủng luôn. Rồi hai đứa có thường đi chơi với nhau không? Dạ có, trời ơi, trong thời gian đó mắc cười, cô anh nói là Kim Anh ơi, Hiệp á, nó từ ngoài Bắc nó vào mình nó buồn lắm. Thôi em dắt nó đi ăn, đi uống, đi chơi gì đi. Thì mình thấy thôi cũng tội ổng, mình kệ mà nó. Bữa rảnh hôm đi uống cà phê, xem phim này nọ nha. Ừ, đi đã đời xong xuôi nó lúc tính tiền, mình người tính tiền. Mình trả tiền luôn mấy chầu luôn, còn ổng không trả một lần nào luôn. Anh để cho em trả tiền luôn vậy hả? Để em trả tiền vậy mà luôn. Mà anh hỏi nghe, cái lúc đó em vẫn còn nghi ngờ gì giới tính đúng không? Vẫn còn anh. Tại vì nếu mà đàn ông thì dĩ nhiên phải trả tiền cho mình, có ai đâu mà ăn xong thản nhiên người ta đưa đem càng nghi ngờ tiền nữa đúng không? Dạ càng nữa. Anh hỏi nè, sao lại để người đẹp trả tiền vậy Hiệp? Cái hồi đó thì em suy nghĩ của em nó đơn giản thôi, thì em cứ nghĩ là ai mời thì người đó trả tiền. Sau này mình em tức quá em mới nói thẳng, ủa ông làm gì kỳ, ông đi chơi tôi bắt tôi trả tiền hoài vậy, ông này ông cha ông trả bắt tôi trả hoài. Rồi có nói gì không, trả lời sao? Sao trả lời, đứa nào mời đứa đó cho tiền.
Chất phát thật thà. Thật thà lắm. Rồi bao lâu em mới cảm giác là em có tình cảm với bạn này? Lúc đó là em chia tay người yêu rồi. Thì anh này anh cũng gọi là mình biết có tình cảm rồi mà mình không có chịu. Thì anh ở đây anh cứ đeo mình em mắng em chửi anh hoài em đuổi anh ấy. Ông đi về Bắc đi, ông ở đây làm gì tôi hoài đó, tôi không chịu, ông cứ đeo tôi hoài vậy. Ông cũng không trả lời, cứ đeo mình xuống vậy. Xong cái lần đó mình mắng mình chửi ông dữ quá hay sao á, ông nói giờ ông gặp mình ra một lần nữa, ông nói là bây giờ anh sắp về Bắc rồi đó, giờ nói chuyện với em rõ ràng vậy đó, giờ tính sao. Thì khi mà nghe ảnh sắp về Bắc á thì lúc đó mình chịu không nổi đi, thì mình mới đồng ý quen ổng. Tự nhiên trùng người xuống đúng không? Dạ. Lúc đó em còn cảm giác ảnh bóng nữa không? Hết rồi chị. Hết rồi. Hết rồi. Nhưng mà nó phải có một cái gì đó để minh, để em khẳng định được là ảnh không có như vậy. Trời, trong thời gian yêu nhau nó mới lạ. Thì cái kiểu này mới gọi là chứng minh. Cứ nói em vậy nè, em hôm nay đi đâu chơi? Sao cũng được anh. Bây giờ đi đó nha, đi đó nha, đi này nha. Em thì không ưng ý nó thôi không chịu. Thế nào giờ muốn đi đâu chơi? Sao cũng được anh, ông tức quá chở thẳng vô khách sạn luôn cho bỏ ghét. Là ổng chở thẳng khách sạn luôn? Dạ. Vô không kịp chở tay luôn. Vô tới khách sạn ổng à, em ơi giờ làm gì em? Dạ sao không được chứ anh. Rồi cái gì tới nó cũng phải tới phải không? Dạ đúng rồi, cái gì tới nó cũng tới. Thường thì ổng này không có tấn công mình, không có gì hết, ngay cả việc mà hôn nhau mình cũng nói mình là người chủ động hôn ổng, mà bây giờ đi đâu chồng ổng chủ động với mình. Mình thấy trời, ông này ổng cũng táo bạo chứ phải ổng hiền như vẻ bề ngoài của ổng hiền đâu. Xong rồi khoảng tháng sau thì có tin vui luôn. Như vậy là khẳng định luôn ổng không có bóng đúng không? Dạ. Rồi em làm dâu người Bắc thì là em sao? Em lúc đầu cũng chuẩn bị tâm lý về vấn đề làm dâu người Bắc. Người ta nói là khó lắm, trên phim được kinh khủng khiếp, giống như sống chung với mẹ chồng sợ lắm. Xong về làm thì mẹ em dễ vô cùng, gia đình dễ vô cùng. Nhưng mà chỉ có những cái là dụ văn hóa, giờ ném văn hóa, giọng nói vùng miền thật sự cái khó chỗ đó thôi. Thời điểm em ra ngoài đó em nói chuyện cả họ không ai hiểu em nói cái gì. Mà chồng em giống như là thông dịch viên vậy á. Cái lần đó là mẹ chồng mới kêu là con ơi, con vào nhà sau á, con lấy giúp cho mẹ là cái muôi đi. Em bước sau bếp xong rồi suy nghĩ là vận động tất cả trí tưởng tượng của mình để coi suy luận ra là cái muôi là cái gì. Mình đứng suy nghĩ hoài vậy nè. Xong chồng mới ổng nhớ ra là có dặn là em không biết gì nhớ ra chỉ em nha. Rồi ổng lần đầu dậy sau bếp nói nè, cái muôi là cái này nè. Thì em biết cái muôi là cái vá để canh. Sau lá hồi á thì người nhà mới kêu là ờ con ơi, con ra lấy cái chén uống rượu đi con. Thì mới nói à, tới cái chén. Em nghĩ là quá dễ rồi, đi ra làm sao mà mình vừa cười mình vừa nói, suy nghĩ em đầu ô ngoài đây uống rượu gì mà kỳ vậy? Cái chén uống vậy mà mau say muốn chết luôn. Xong ông chồng ấy ông biết rồi, ông chạy ra thấy em gặp cái chén chuẩn bị đi ra, ông nói ủa định lấy cái này thiệt hả? Nó ờ uống rượu mà em ơi, cái chén chung nè mới uống rượu. Rồi giờ là ở với nhau một năm rồi, có em bé là bé trai hay bé gái? Dạ bé trai. Bé trai. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không em? Tật xấu của vợ em thì cái thứ nhất là vợ em hay càm ràm, nói nhiều lắm. Nhiều lúc mà em còn không biết là vợ của em có đang hiểu những gì cô ấy nói không nữa. Nói dữ lắm hả? Dữ lắm, nói cả ngày luôn cũng được. Rất hay khó chịu với những thứ mà không vừa ý. Ví dụ như bây giờ bọn em ở trọ mà ở kiểu tập thể đấy, ở phòng nó có một dãy phòng mà nhiều phòng khác á. Cái phòng trên hay phòng bên cạnh nó làm cái gì mà hơi ồn một tí là cũng thấy đau đầu, cũng thấy khó chịu. Xong bắt đầu ngồi càm ràm. Và vấn đề bây giờ là cứ nói ở trong nhà thôi thì cái thằng kia nó có nghe đâu. Toàn em nghe không à? Rồi còn thằng xấu gì nữa? Còn cái thì rất hay cãi ngang. Hai vợ chồng mà tranh luận cái gì á, mà đến lúc mà bạn ấy mà đuối lý rồi không còn gì để nói là bắt đầu cãi ngang. Em quay xe em hỏi bây giờ em đi ngang hay em đi dọc? Bây giờ em đi ngang đây rồi em làm sao ấy? Đó, giờ em đi ngang vậy anh đó. Tính sao? Em tưởng con em cua hay là em tưởng gì? Em tưởng cua đó, giờ anh làm gì em? Rồi, còn gì nữa nè? Vợ em thì hết rồi. Tới em phản công rồi đó. Dạ. Tật xấu của anh là gì? Ổng là có cái tật đó là ngủ là kéo máy cưa. Ngáy. Trời ơi, kinh khủng luôn, em không có quen. Lúc mới cưới về là ông ngái dữ lắm. Đầu tiên là đẩy cái mặt ra xa vậy nè. Không biết sao đến sáng rồi cái miệng của ông nghe lỗ tai của mình không được. Cái đó không bao giờ mà có thể khỏi được hết. Chỉ giờ con phải sống chung với lũ thôi. Kể tiếp nữa. Chồng em là trời ơi, ở dơ kinh khủng luôn. Đó, thí dụ coi. Đợt đó là chồng kêu em về nhà ngoại một tuần lễ đi. Để anh ở đây anh đi kiếm tiền. Mình nói ok. Một tuần mình đâu mình lẻn về thử coi sao. Trời ơi, đi ngang cái quần mình vô tình đụng cái quần ổng bận cái trời ơi bụi bay phớt phớt vậy nè. Mình hỏi ủa anh vẫn quần nhiêu lâu rồi?
anh bận quần cả tuần rồi đó. Ở chợ sao mới giặt? Có ai đâu giặt, em dọn đi. Xong tới cái mang anh đang đồ vớ vậy, mang riết mà bị nắm cái chân luôn. Ở coi nào lười tắm không? Có chứ, ảnh lười tắm, lười cắt tóc, lười cạo râu luôn. Trời đất ơi. Em hỏi anh gì nè, ủa anh sao anh không tắm đi rồi cạo râu cắt tóc cho sạch sẽ cho nó đẹp. Ơi vợ hơi, nó có vợ rồi tao cắt tóc cạo râu chi, mất công cái gái nó theo, mất công tao phải từ chối tụi nó. Rồi rồi. Nói em vậy. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn anh thay đổi điều gì? Mong muốn của em á là ảnh thì xiên cắt tóc cạo râu này nọ vô cho nhìn lên, chứ anh đâu có đến nỗi mà già đâu mà cứ để râu. Là ảnh luôn luôn tân trang bề ngoài đúng không? Dạ, chứ xiên tắm tí. Cái thứ hai là em nghĩ là ảnh nên bước vô tư một tí. Đôi khi là biết là ảnh thương gia đình nhưng mà ảnh không có một tiếng gọi là hỏi thăm tới gia đình nhiều. Để trong bụng thôi đúng không? Em để trong bụng thôi, em ngại nói. Nói thì sợ đầu môi chót lưỡi. Thường có một số người tâm lý họ như vậy đó. Nhưng mà vấn đề ở đây á, chị nói em nghe, có những cái á mà sau này á, khi mà mình không có cơ hội để mình làm điều đó nữa thì mình mới thấy tiếc. Nhất là đối với bố mẹ, mấy người con trai á, gọi là gần như 10 người thì hết 9 người họ không thể nói ra được một cái chữ là mẹ ơi con thương mẹ quá, con nhớ mẹ quá này, không nói được. Mặc dù trong bụng thì rất là nhớ, rất là thương. Đừng bao giờ em tự kỷ với bản thân là mình nói ra những cái điều này là nó không có đúng với con người của mình. Không phải vậy, vợ mình cũng vậy. Đàn bà mà yêu bằng lỗ tai. Em mất gì khi mà em nói trời ơi vợ ơi em thương vợ quá à. Hôm nay vợ dễ thương, vợ đẹp quá à. Đó hôn miếng coi nè. Ủa đó. Đơn giản quá mà. Đâu có cái gì đâu, mình nói với vợ mình, với cha, với mẹ mình mà. Em phải thay đổi ngay cái đó. Và phải tranh thủ thời gian. Và thậm chí là mỗi ngày chúng ta nên nói những lời yêu thương với những người mà mình quan tâm. Rồi bây giờ Hiệp nè, Hiệp mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì em chỉ mong muốn vợ em thay đổi một cái là bớt càm ràm lại. Bớt càm ràm thì giờ mình chịu đi tắm nè, mình chịu bớt bừa bộn nè. Cạo râu, mình cắt bớt tóc chơi game nè, mình cạo râu cắt tóc là không càm ràm. Như cái mà nói mình thì còn được, nhưng mà nói người khác mà để cho mình nghe. Thôi cái đó thôi kệ, mai mốt anh nói thẳng luôn. Điện thoại thẳng anh hàng xóm ơi, làm ơn đi bớt ồn ào đi, đó, vậy đi. Chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc và vui tươi như thế này. Xin chào em. Thì hẹn 11 giờ, thì tầm 10 giờ rưỡi em nhắn tin cho ảnh là WAU dấu chấm hỏi. Wow. Xong rồi anh này trả lời lại là anh đang ở căng tin. Đó là em thấy là thông minh. Tức là em hỏi là where are you mà em viết tắt. Xong rồi anh này anh cũng hiểu được và anh trả lời cái tin nhắn đó được. Em kêu thằng này có đầu óc. Chừng nào sang xuống 15 ngàn em cưới anh. Chết cha, vô giọng quá. Dạ, nhưng mà nó lên thôi chứ đâu có xuống đâu. Lúc đó thì em cũng không có nghĩ tới việc là ồ kiểu này chắc là chờ tới không biết khi nào luôn. Nhưng mà vô tình năm sau xuống 15 có ngàn có xuống thiệt, đúng 15 ngàn luôn chị. Ủa vậy đó hả? Dạ, dạ đúng. Vậy là em phải cảm ơn Bộ Công Thương. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với một cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em, mời hai em ngồi. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quốc Thuận, chị Quỳnh Vân và quý vị khán giả. Em là Trí Thiện, năm nay 26 tuổi. Hiện em đang công tác tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Còn em? Dạ, em chào anh chị. Em là Hồng Thương, em 25 tuổi. Hiện em làm nhân viên kinh doanh của một công ty dịch vụ về golf. Về gì? Dạ, đánh golf á anh. À, golf đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, hai em quen nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em là quen nhau từ 4 năm trước. Lúc đó là em mới là sinh viên vừa hai vợ chồng là sinh viên ở trường đại học hết. Và em với vợ thì chung một đội văn nghệ, diễn chung một chương trình. Đến một cái ngày đẹp trời nọ, một cô bạn của cô này đăng hình lên Facebook. Và cô này vô comment, cô em biết là cái cô này là trong đội chung văn nghệ với mình nè. Thế là em bắt đầu vô xăm xôi, thấy cũng đẹp, cũng dễ thương. Thế là mới bắt đầu nhắn tin là quen này nọ. Nhưng mà sau đó về mới biết bạn bè nói là nó có người yêu rồi, nên thôi đừng quen nó, chỉ mất công lắm. Thế là rồi em cũng luôn. Dạ đúng rồi. Còn em thì lần đầu tiên em gặp anh này thì ấn tượng gì không? Dạ không, lần đầu tiên mà em gặp mà chồng em á là thấy em casting trong đội văn nghệ thì em đậu mà ảnh rớt, cho nên là em không có ấn tượng gì hết. Ủa vậy thì sao mà đến được với nhau? Thì đến sinh nhật của bạn này thì bạn bè mới rủ nhau tổ chức sinh nhật cho bạn. Lúc đó thì em cũng mới biết được là người yêu bên đó cũng mới chia tay rồi, nên là bắt đầu dụ dỗ nhau. Và vô tình cái đợt đó là cái đợt World Cup. Thế là em càng có lý do hơn để mà rủ nó đi nữa. Cứ bắt kèo với anh nha. Ok anh. Cái em bắt đầu suy nghĩ là thôi bắt kèo dưới.
giả bộ chấp cao cao lên cho thua, để cho ba ăn. Đúng rồi đó. Xong rồi cứ mỗi lần thua cái dắt nó đi coi phim, đi ăn uống, từ 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 cái rồi quen nhau. Tức là có chiến lược hết trơn rồi. Trí thiện mà. Kiểu gì thì cũng phải là đi ăn, đi coi phim đồ, gặp nhau đồ. Cứ đi ăn như vậy thì em thấy anh này cũng ok, tức là tính tình cũng được. Nhưng mà cái quan trọng mà để cho em quyết định là bật đèn xanh cho ảnh cua em là do hai anh em đi hẹn ở trong trường đi ăn trưa. Thì hẹn 11 giờ, thì tầm 10 giờ rưỡi em nhắn tin cho ảnh là WAU dấu chấm hỏi. Wow. Xong rồi anh này trả lời lại là anh đang ở căng tin. Đó là em thấy là thông minh. Tức là em hỏi là where are you, mà em viết tắt. Xong rồi anh này anh cũng hiểu được và anh trả lời cái tin nhắn đó được. Em kêu thằng này có đầu óc chứ không phải là dạng thường. Bạn này thì bao lâu mới ngã gục bởi anh này? Chắc cũng là từ lúc đó luôn đúng không? Dạ không, chắc phải nửa năm. Rồi sau. Trong nửa năm đó là chắc tấn công ào ạt lắm đúng không Trí Điện? Dạ, nói chung là em lúc mà em cua bạn này thì nhà em ở dưới Bình Chánh, còn bạn này ở quận 2. Cứ tối là em chạy từ Bình Chánh chạy lên quận 2, chạy về Bình Chánh. Mà lúc đó thì xăng nó cũng giá cũng không có cao lắm, nó khoảng chừng 26-27 ngàn lít thôi. Đâu 28 ngàn mấy trăm lận, 29 Nhưng mà bà nó có nói đùa với một câu, đó là lúc đó xăng đang là 28 ngàn rồi, bà nó mới nói em là chừng nào xăng xuống 15 ngàn em cưới anh. Chết cha, vô vọng quá. Dạ, xăng nó lên rồi chứ đâu có xuống đâu. Lúc đó thì em cũng không có nghĩ tới việc là kiểu này chắc là chờ tới không biết khi nào luôn. Nhưng mà vô tình năm sau xuống 15 ngàn thì... Có xuống thiệt, đúng 15 ngàn luôn chị. Ủa vậy đó hả? Thiệt hả? Dạ đúng. Vậy là em phải cảm ơn Bộ Công Thương. Rồi lúc đó làm sao? Từ lúc xăng xuống 15 ngàn là một năm sau thì tụi em cưới. Cưới nhau về bây giờ là được bao nhiêu lâu rồi em? Dạ 1 năm 8 tháng. Sau khi cưới nhau về rồi, bữa giờ ở với nhau, có thấy tật xấu gì lòi ra không? Nãy giờ thay đổi, cứ ngồi liền. Đó. Cho em kể trước. Em kể trước. Đó. Đây gọi là không phải là tật xấu, là một tật xấu mà là chùm tật xấu đi chung với nhau. Đó là xạo chó, nói leo, cãi vợ, hù với nhà vợ để ăn hiếp em. Mà này giống như bả chất chứa trong lòng bây giờ hay sao? Một lần đó thì đi vô thang máy, thì ảnh mới hỏi em là em ơi, nếu như mà thang máy đi từ tầng 1 lên tầng 25 nhà mình thì động năng thế năng thay đổi như thế nào? Thì em cũng lục hết câu trả lời của em, tại vì em cũng nghĩ là ảnh nói chuyện với mình rất là khoa học. Thì em cũng kêu là động năng dần chuyển thành thế năng, rồi dần cho đến khi động năng bằng không thì mình sẽ đứng lại ở tầng 25. Xong rồi ảnh mới hỏi em một câu rất là trí tuệ nữa. Vậy thì trong lúc mà động năng với thế năng thay đổi như vậy thì cái độ mà hít thở không khí với phổi của mình nó chịu đựng nín thở được trong bao lâu? Em mới trả lời là em không biết thay đổi như thế nào, nhưng mà chắc cái trong tình thế này em sẽ nín thở được 45 giây. Xong rồi anh sẽ nói là thôi em thử đi, trong lúc thang đi lên thì em thử đi có 45 giây không để cho anh đánh rắm. Nghĩa là nó duyên dáng, màu là... trước đón sau đó. Để mà gọi là cái tâm sinh lý đó. Dạ đúng rồi đó, có xả chó nó như vậy chứ. Xả một cái. Dạ đúng rồi, không? Dạ có xả thiệt. Trong lúc em đang nín thở thì anh nói câu đó là em đang nín rồi. Xong em kêu ủa vậy là anh đánh thiệt á hả? Ừ thì em nín tiếp đi 45 giây thì cỡ nó mở rồi là hết. Rồi còn gì nữa? Còn chuyên môn làm hồ với nhà em để ăn hiếp em. Ảnh hay bị thích uống nước ngọt thì em kêu là không có tốt cho sức khỏe. Nhưng mà chuyên môn bắt đầu mẹ 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 uống Coca không mẹ? Cái xong cái mẹ em cũng thương ảnh. Mẹ em kêu thôi mẹ uống đi. Xong cái ảnh mới là đá mặt lên với em. Anh lấy cho mẹ chứ anh uống nha, chứ không phải một mình anh uống đâu. Xong rồi cái em nói với mẹ, mẹ không uống nữa, mẹ để im. Mẹ không có uống thì sẽ không uống. Cái xong rồi mẹ em chửi em, cái con này nó đi làm mệt mỏi về cả ngày, có một lon Coca cũng không cho nó uống, ác độc. Suốt ngày bị mang tiếng ác ồn. Dạ đúng rồi, ảnh cứ lúc nào cũng làm cho người ta nghĩ là trời em giống như là một con ác phụ trong gia đình vậy. Rồi bây giờ tới em đó Trí Thiệt. Tại vì vợ em cũng là hoàn hảo lắm rồi, đó chắc cũng không có tật xấu gì nhiều. Chỉ có cái là hơi tiếc tiền. Mấy dịp lễ này nọ thì em cũng hay, cũng là chồng mẫu mực cũng hay ga lăng là mua hoa mua quà cho vợ. Mà mỗi lần mua về mình hí hửng cầm hoa về đó, vợ anh có hoa cho em nè. Cái đó, trời ơi mua chi vậy, mua đi hoa mắc gần chết rồi mua chi, bất công không. Cái lần này đi mua hoa về cũng bị chửi riết em chén em không. Nhưng mua hoa mà không mua là không được đó. Dạ đúng rồi, kiểu như người cũng có đầu óc á anh, bị em chửi hoài cũng thông minh. Tức là ví dụ như là chuẩn bị tới 20 tháng 10 thì trước một tuần đó anh sẽ mua một 50 hoa hồng về cho em cắm cho tới qua ngày 20 tháng 10 là đủ thông minh có đó, hoa đó. Thông minh tại vì mua trước là rẻ tiền. Dạ đúng rồi, đúng không? Rồi còn gì nữa? Chị thứ hai là em không có ánh sáng nhiều lắm, còn vợ em thì rất là thích màu mè. Có một lần vợ em bệnh chắc cũng nặng, cái hơi nằm trên giường bệnh, xong rồi cái khều khều em lại nói em tưởng là chị quan trọng lắm, chắc là cũng kêu lấy nước hay gì đó để mà chăm cho vợ mình. Nói anh ơi cái gì em,
anh xuống dưới kia lấy cho em cái đèn 7 màu đi. Dễ thương quá vậy. Nằm bệnh thiệt. Em cứ tưởng coi đèn 7 màu. Coi đèn 7 màu. Tới giờ vẫn còn thích không? Dạ giờ vẫn còn thích. Cái đó phải tật xấu giống đâu. Như cái quán karaoke. Dạ đúng rồi, quán karaoke. Quán karaoke luôn. Màu sắc luôn. Rồi mong muốn vợ thay đổi điều gì? Những cái mong muốn của em nhất là vợ em bớt nóng tính lại. Cái thứ hai là bớt hạ tiện, bớt tiết kiệm lại một tí. Nói còn em? Dạ em mong muốn là chồng em bớt chủ quan. Tại vì anh nghĩ là anh thông minh. Và thật sự là anh thông minh thiệt. Anh nghĩ rất là nhiều. Anh hay chủ quan cho cái tính đó của anh. Cho nên là có nhiều chuyện nó sẽ bị... nó bị hư em. Nhưng mà cái sao mà hà tiện là sao chị? Chưa, cái mà nãy em kể cái vụ hoa đó là chị thấy đâu phải hà tiện đâu. Chuyện em đi, em thì thường hay đi ra ngoài nữa, em sẽ dùng cái dầu đầu riêng của em của Nam. Vậy em nói sao dùng cái đầu của Nam chim không vậy, mất tiền nữa, xài lại bôi đi đó, tiếc tiền đó. Vậy không, em xài dầu đầu kia. À ừ, cái đó thì đó thì đúng rồi. Cái đó mới là cái mà cần phải nói. Còn cái vụ mà mua những ngày lễ á, có thể từ bông mà mình chuyển ra những cái gì vật dụng để mà mình xài cũng được, chứ không nhất thiết là phải tặng bông, đúng không? Cái việc mà chồng yêu cầu á là hà tiện đó thì là nên thay đổi chút xíu. Ừ. Dạ. Thật, cặp vợ chồng này quá son, quá trẻ, quá dễ thương, quá đáng yêu. Dạ. Thôi xin chúc hai em luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc mãi. Dạ. Như thế này. Rồi xin chào hai em. Cảm ơn chị. Cảm ơn tụi em. Thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ, đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó bắt đầu em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Không có như mình nghĩ. Thôi suốt. Tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng. Nhiều khi chạy 4-5 suất mà hung thiệt 4-5 lần luôn á. Thì lúc đó làm sao? 12 lần. Hung 12 lần. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó, em thấy rất là bình thường. Bạn nghe chứ Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên hỏi được đi định đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, hai bạn cái đêm đầu tiên đến với nhau như thế nào? Trời tự nhiên. Trời ơi tự nhiên vô xấu. Bỏ cách gì ông nội. Hai đó trên tấm. Cái đó không thích mới là lạ đó. Rồi sao cái đêm đó có lãng mạn không? Cũng ok. Mà buổi sáng không? Không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Hả? Con đi đâu đây? Dạ con chào cô. Ê, ê cô gì cô? Chào bạn. Chị, đi đâu đây? Kêu cô quen rồi. Chào quý vị khán giả. Giờ đi đâu? Giờ vô thấy an tâm thì giờ cũng kêu vợ. Rồi ok, vô đó hả? Rần rần vậy. Ui. Vô nhỏ ơi. Trời ơi, ai vậy? Cô chào cô, chào cô mình ơi. Chào. Không có chào cô. Chào cô chị. Rồi mời hai em ngồi. Trời ơi, che mặt là nhục quá. Cưới nhau lâu rồi mà tham gia vợ chồng son. Bữa nay mới thấy được cô dâu Đại Ngọc Trâm. Dạ. Chương trình này có hai loại son. Dạ. Son là có thể son từ 1 năm, 5 năm. Dạ. Nhưng mà còn cái son nữa là cho dù sống mấy chục năm đi chăng nữa thì hai vợ chồng lúc nào cũng dành cái tình cảm thiệt là son cho đó. Nhau. Son là gì nè, Trâm lúc nào nhìn chồng cũng vậy nè, say đắm á. Kiểu vậy đó. Còn chồng lúc nào nhìn vợ cũng đó, đó thèm khát cái kiểu vậy. Dạ, đó. Quang nhìn vợ, Quang say đắm coi. Nhìn coi. Thôi. Thèm cái gì á chứ. À chưa giờ làm vậy hết cô thiệt. Rồi nắm tay coi. Sao đó, đó, đó. Nắm tay thì có nắm cô. Nắm tay thì được chứ. Dạ. Mà kêu nhìn thèm khác thì ghê. Dạ lời nói đầu tiên cho đàng hoàng nha. Dạ, lời nói đầu tiên cho Hoàng Mèo gửi tới quý cô bác anh chị, quý khán giả đang xem đài truyền hình. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Dạ xin chào cô Dân. Chị Dân. Dạ anh Thuận nha, anh Thuận. Chị Dân với lại anh Quốc Thuận. Thuận. Đó, nó vậy đó. Và toàn thể quý vị khán giả đang ở trong khán phòng. Mày xả đi Hoàng ơi. Đúng. Trời ơi, cô phải nói không được luôn. Nay Hoàng Mẹo như tuổi nè. Dạ.
Thôi để giới thiệu được. Lý nó sinh năm 1979. Bằng tuổi với anh Bin. Dạ bằng tuổi với anh Bin. Đã cũng xin lỗi quý vị khán giả là tại sao mình với Hoàng Mèo cứ gọi nhau trên sóng truyền hình là tôi với bạn mày tao. Thì quý vị khán giả cũng thông cảm giùm. Tại vì hai đứa ở ngoài cũng là cũng khá là thân với nhau. Rồi bây giờ tới em đó Trâm. Lời đầu tiên cho phép Đại Ngọc Trâm gửi đến quý vị khán giả đang xem đài, quý vị khán giả tại trường quay, chị Hồng Vân và anh Bin, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Bây giờ em bao nhiêu tuổi, công việc em là gì? Vui lắm nói tuổi ngại quá. Thôi nhỏ hơn Hoàng Mèo nhiêu? 4 tuổi. Công việc hiện tại đó là Đại Ngọc Trâm là một người mẹ của hai em bé rất là tuyệt vời. Và công việc chính bây giờ là diễn viên và quản lý cho anh Hoàng Mèo. Đúng không? Đâu có đang học đạo diễn nữa cô. Rồi bây giờ nè. Anh Bin. Không, thật sự đó giờ đó. Mình là biết bạn với Trâm. Dạ em hiểu mà. Cái, nhân cái lần viên, đầu gặp gỡ. Cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ như thế nào? Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bơ vơ. Thôi, đó là lúc anh Lộc còn sống cô cái làm một cô cái cô nữa kìa. Khán giả ta nhắc làm một cái kịch thông điệp xanh là nói về chặt phá cây rừng á thì em là đóng vai lâm tặc. Rồi xong cái bả được vé vô coi. Rồi sau này gặp bả mới nói vậy con. Cái này nhìn bố láo thiệt chứ. Mà bạn hồi đó là bạn cạo đầu, cạo đầu đúng không? Cạo đầu, chọc, xong rồi để râu ria vậy đó. Kể rồi biết không nhớ gì. Thì ngay từ đầu. Thôi kể đi, thôi kể đi Trâm. Là như vậy, ngày xưa em học trong trường á, em hai diễn viên, thì anh Trâm, anh Hữu Lộc á, mới vô kiếm đào để diễn tấu hài. Vô nhóm mà ghét ông đó không ưa. Tại cái mặt láo rồi cái kiểu trôi lúc cất. Cái câu hay nói á, phánh tướng. Ừ, kiểu vậy đó. Rồi xong sau này diễn một thời gian cái đi tới Chăm Ba diễn á, để cái tivi là chiếu lại cái vở kịch đó là tình cờ lúc đó em mới nhớ là a thì ra thì có gặp ông này trước đó một năm rồi là không ưa rồi đã ghét rồi bây giờ vô nhóm diễn chung nữa rồi ghét nữa. Sao mà từ ghét mà thành để ý nhau mà thương nhau? Ngày xưa lúc mới vô diễn nhóm anh Chùm á, ba mẹ của ông cũng lên phụ Nụ Cười Mới làm này làm kia. Thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ. Đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó bắt đầu em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Không có như mình nghĩ. Rồi xuống. Chúc mừng, chúc mừng. Dạ. Rồi. Đó, rồi từ đó em mới thay đổi cách nhìn, thay đổi cái quan điểm của mình. Thử tìm hiểu ổng coi làm sao, thử tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều nữa coi làm sao. Thì khi nói chuyện nhiều thì thấy thì ổng cũng dễ thương, ổng được nhiều đồng nghiệp, nhiều anh chị em trong nghề quý lắm. Hoàng á, Hoàng gặp Trâm á, Hoàng có thích liền không? Gái đẹp mà cô thì đàn ông mới đầu nhìn cũng khoái khoái cô. Đó xong cũng đi diễn cái tiểu phẩm Nụ Hôn. Có hôn nhau nhưng mà cái hôn đó là chỉ là hôn theo kỹ thuật đó cô, để đây nè cô. Đó, thấy khán giả vỗ tay. Xong cái này không phải con đề nghị nha cô. Ấy đề nghị. Nếu mà bây giờ mình bỏ tay ra mà mình hôn thiệt để mình coi cái cảm giác nó sao được không anh? Ủi, phải liền đúng không? Nghe đề nghị phải liền đúng không? Chơi liền. Trời ơi, gái đẹp đề nghị mà. Làm cái khán giả vô tài quá trời luôn. Được bên gala bầu chọn là nụ hôn nóng bỏng nhất trong gala. Cái lúc mà Trâm nó khi mà rút cái tay ra hôn á, cái cảm giác của con nó là sao? Dạ nổi da gà cô. Đã đúng không? Dạ. Trâm sao? Cảm giác Trâm. Không, em thì bình thường, không có cảm giác gì á. Trời ơi. Trời ơi. Ủa giờ mới biết luôn hả? Thì về có cảm giác nhớ nhung trọng đạo Trâm không? Thì cũng chưa đâu. Tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng. Nhiều rồi. Khi chạy 4-5 suất mà hung thiệt 4-5 lần luôn á. Thì lúc đó làm sao? 12 lần. Hung 12 lần. Một đêm á, đêm tối. Thì mấy lần mà diễn ngay lễ tình nhân 14 tháng 2 rồi đó. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó. Em thấy rất là bình thường. Tại vì mình diễn mà. Quan trọng là cái hiệu ứng khán giả. Khán giả vỗ tay càng nhiều là mày nghe, là em... Bạn nghe chứ Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên mà hỏi được đi địch đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, à. Mà thiệt hả? Thiệt. Đến bao lâu thì Hoàng mới tỏ tình với Đại Ngọc Trâm? Tới khi mà là ổng ôm hôn em ngoài hồn rùa là lúc đó cái nụ hôn đó em mới cảm giác là nó. Nhưng mà có trước tình đó là Hoàng nó cũng đã tỏ tình với nói em rồi đúng không? Dạ không cũng phải. Có nhưng mà chỉ là nắm tay rồi đi chơi ngồi sau xe rồi ôm ổng thôi chứ không có một cái nụ hôn nào mà thực sự là làm cho em cảm thấy cái đó là tình yêu. Mà lúc đó mấy giờ? Cũng khuya, cũng khoảng 12 giờ mới một. Mà sao mà từ con gan như vậy con phóng vô lần hôn nhỏ. Cơ hội ngàn năm có một mà con. Mẹ vợ cũng bán cũng trễ đó cô. Tại vì cô mẹ vợ thương lắm đúng không? Đi nhậu cô hồi đó mà sinh viên chở bà này về. Rồi này lên lầu
con ra con nói mặt cặp cặp kè kè với mẹ. Cô Thảo, con là con nói cô rồi, cô cứ yên tâm. Chăm đi diễn với lại anh Lộc với anh Long với con rồi cô cứ yên tâm, không chuyện gì xảy ra đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra con sẽ là người nói cô đầu tiên. Con cặp thôi đi đó. Cho nên là sau đó thì miễn sao là đưa về nhà thôi rồi yên tâm, rồi không bị sức mẻ sức đầu mẻ chán rồi là mẹ Thảo phải yên tâm liền đó. Cho nên là thừa cơ hội được hung thôi. Ê Hoàng dữ dâm, tôi hỏi thiệt này nghe, hai bạn á hồi xưa là đi diễn chứ anh Trâm á, anh Hữu Lộc á đi diễn là không phải là diễn ở thành phố mà thường xuyên đi show tỉnh đúng không? Rồi lúc đó hai đứa có khi nào mà ở chung phòng với nhau không? Có anh Trâm thì anh cho ở một cái phòng, gái thì ở phòng riêng, còn ba anh em thì ở phòng nhưng mà riêng. Hai bạn có đi chung với nhau đi xa không á? Mệt lắm này, nó rà nhiều đi lắm, xa nó... đi xa đó. Quá sớm cái gì? Nó hỏi những cái chuyện riêng á. Tưởng phòng riêng hả? Trời ơi, dạ cô. Ai cũng nghĩ cũng như ổng cái gì á. Nói nghe nè Hoàng với Trâm, cái lần đầu tiên á. Lần tiên sao? Nó sao? Nó bị đặt ra. Ở tỉnh là không có chuyện đó rồi đó. Không thể được, là bởi vì thứ nhất là chị đi diễn. Đúng rồi. Đi du lịch xa. Du lịch xa dĩ nhiên cũng làm gì làm chứ ông nặng. Hai bạn cái đêm đầu tiên đến với nhau như thế nào? Trời tự nhiên. Trời ơi, tự nhiên vô xấu bỏ ngách gì vậy ông nội? Hai cái đó trái tấm. Cái đó ông thích mới là lạ đó. Rồi sao, cái đêm đó có lãng mạn không? Cũng ok. Nói chung là cả hai đều biết hết đó cô. Là tự nguyện luôn đúng không? Là tự nguyện. Hai đứa tự dụ nhau. Đó, vậy nhau. Được rồi. Ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn. Chứ không lẽ ở đâu? Mà buổi sáng không? Không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Cái đứa thứ gì là để cái gì là buổi sáng hả? Buổi sáng. Đó. Mà hay quá. Không ai dụ ai. Nhưng mà biết có một thời điểm mà hai đứa giận nhau nè. Đúng dạ, không? Dạ. Thời điểm giận nhau mà hơi bị dài luôn. Dạ đúng rồi, giận nhau gần một năm luôn. Trước khi cưới, đợt đó em chia tay xong là em xin nghỉ nhóm chung luôn. Không làm nữa, tại sợ mà không làm nữa dính nữa. Chứ là không muốn gặp mặt dạ. Không? Rồi cái khoảng gần năm sau cái anh Trâm điện thoại, anh Trâm kêu thôi Trâm ơi giúp anh đi, anh thiếu đào á, giúp anh đi cái tour tỉnh đợt này. Là đi nguyên một dính dọc. Lại dính lại. Ê Hoàng Hoàng, cái thời gian đó bạn sao? Không có thằng đàn ông nào mà chia tay mà vui cười hớn hở. Không phải lúc đó buồn bạn... chứ không, lúc đó bạn cảm nghĩ như thế nào khi mất Trâm? Thì buồn. Cô con mà buồn, con không bao giờ tìm cái rượu bia hết. Con mà buồn là con chỉ có nghe nhạc, đi mua phim về nhà coi. Con đi mua phim về mà nó nói bà này, bà nói là sau này khi mà mày chết đi á thì tao không cần bỏ trà trấu cái gì mà để ám mùi, con hiểu không? Tao chỉ cần nhét hết tất cả phim vô là bảo đảm cái mùi của trong cái phim á là ám hết mùi đó luôn, là chèn hòm đó, là mày yên tâm. Nhưng mà nguyên nhân tại sao mà chia tay? Đơn giản cô, nói chung là con biết ức chế chuyện gì. Trời ơi, đơn giản chia tay đơn giản gì, tôi bị khùng mà chia tay đơn giản. Tức nước dở bờ lại chuyện gì nào cô? Diễn xong về ghé vô ăn. Không mà kêu một cái lẩu, bà này mới thèm là heo quay. Trễ rồi, khuya mà trời mưa nữa cô. Thì con mới chợt nhớ là có một cái tiệm heo quay đậu nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng ngay cái cầu á cô. Người tới nói cái cầu xa lắm. Là trên trời mưa là con đi tới đó mua sống lòng hứng hở về tới nơi mặt chầu ụ, con không biết hiểu tại sao. Xong rồi bắt đầu hỏi tôi anh chia tay đi, tôi muốn mệt mỏi quá rồi, anh con người anh nó kỳ cục quá, nghe lời hết rồi xong rồi chia tay. Ủa, sao không hiểu tại vì ổng không hiểu ý em không có muốn ổng đi, mưa gió nguy hiểm nữa mà thôi, họ thèm bữa nay không ăn được thì mai ăn được, mà nhất quyết phải đi cho bằng được. Lẫy mà đó, giống như là mua đống heo quay về dằn vô trong mặt. Ê mà cái đó không có nha, cái đó con cô cái đó là con thật sự là muốn cho bà ăn. Bà là thèm mấy món mà heo quay kho với lại cải chua. Lúc mà con quen bà là con cũng hay thường làm món đó cho bà ăn. Bây giờ cưới nhau rồi có hai mặt con là con hết làm rồi. Có một cái miếng heo quay mà cái là hai đứa không hiểu nhau. Thật mà ra là nhau là luôn trước đó. Đó có nhiều chuyện rồi à. Chàng ly á cô, rồi xong rồi. Tại sao ông này không hiểu mình, không nghe lời mình, ông cứ làm sao đâu á. Nói chung là bây giờ hai bạn là quá hạnh phúc rồi, có trai có gái đầy đủ, có... bây giờ ở với nhau cũng đã mấy năm, cưới 10 năm quen 6 năm. Trâm bây giờ cái tật xấu của bạn này á nhiều không Trâm? Nhiều lắm bên ơi. Lúc yêu đẹp lắm, lãng dạ, mạn đúng được. Rồi đẹp ở... lãng mạn lắm, về không hiểu sao mà nằm kế bên là ban đêm ngáy mà ngáy banh phòng luôn, ngáy không ai ngủ banh vào lòng nóc chợ luôn dạ. Bây giờ còn ngáy không? Còn một cái tật xấu rất là kinh dị luôn mà em không biết là tất cả những người đàn ông khác có hay không nha.
ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. À, cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra, em hỏi, ê, mày như mày thích cái mùi toilet lắm không? Thích ngửi cái mùi lắm không? Mày mỗi rồi chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mà sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em hay chọc đó. Bình thường kêu mày tao giỡn thì được nha, mà gây lộn mà mày tao là không yên với em đâu. Có nghĩa là giống vợ chồng đậu á, dễ thương. Ông ê, mà ông ngồi toilet ông làm gì, ông ngồi một tiếng trong vậy? Hồi trước là đọc báo cô. Còn giờ lướt Facebook. Sau này là Facebook. Độ khoảng 1 năm 2 năm nay thì không phải là Facebook nữa mà là chơi điện tử. Ngồi mà đến nỗi mà em trễ giờ quay luôn á tại giọng. Chẳng hạn nói trễ giờ quay rồi. Không, ngồi im thì con có biết đâu, con cũng ngồi im luôn. Đó. Tâm cực kỳ. Có thêm cái tật nữa nè, hay hay chối á. Hay cãi, nói cái gì ra là phải cãi cho mình đúng thì thôi. Hay lắm. Không phải cô, tại vì có những cái nó đó. Không phải. Thực ra đâu phải là mình sai hết đâu cô hiểu không? Khi mà bà nói thì cái chuyện đó là con sai đó. Nhưng mà để xảy ra cái chuyện đó thì trước đó là tại vì bạn vậy nè, cho nên tôi mới bị vậy chứ đâu phải là tại gì đâu. Rồi. Cũng thấy là ông hay cãi thiệt. Có thì có. Có thì có là có rồi đúng không? Rồi có, hay cãi. Nó nhận nó cũng cãi đó. Đó. Có đó. Tại vì ta có vậy đó. Không, dạ. Hoàng nó nổi tiếng là ăn mặc rất là chất, rất là sạch sẽ đúng không? Cho nên ở nhà anh ấy rất là ngăn nắp đúng không? Không khê, không khê. Trời ơi, ở nhà là bài kinh khủng luôn nha. Thay cái quần cái áo nhiều khi em để cái sọt sẵn ở đó là chỉ có thay xong rồi quăng vô cái sọt thôi. Mà vẫn quăng ra ngoài đường. Nó rớt ra ngoài. Vẫn quăng ra ngoài đường. Cãi nữa. Đậu xa nó vậy rồi. Thì nó là đó, cho nó là thôi để lát nữa rồi mình có đi toilet về mình đi ngang qua cái cửa lụm lên, tại nó nằm ngay cửa thì mình lấy mình bỏ vô, mình vừa quăng cái thì nó rớt ra ngoài xong rồi bỏ lên ngay trường hợp. Thôi không hề ha, trời ơi, nhiều bữa đi làm tới tối khuya em về luôn em vẫn thấy cái quần cái áo nằm ở vậy đó. Nó không vô toilet đó. Nhiều khi ăn uống hay là làm cái gì dơ lấy khăn giấy lau tay lau mặt rồi xong thả tại chỗ luôn, không dục vô thùng rác. Hay hỏi nữa, cái gì cũng hỏi á. Những có những cái mà đơn giản nó cũng hỏi nữa. Hay hỏi ở đây nó là vậy nè cô. Tại vì không bao giờ mà con làm mà bả sẽ đồng ý là chỗ đó là ok. Cho nên là con lương trước vụ đó, con hiểu không? Con phải hỏi. Đơn giản cô, con nói chuyện ngày ngày hôm qua dọn nhà. Về cái kệ với lại cái tủ lạnh em hả? Tủ lạnh, tủ đựng quần áo. Tủ đựng quần áo ra. Ông khiêng năm cái cục này để qua bên chỗ cái tủ lạnh với lại cái kệ mà đựng thuốc cho tôi, để bên đây đi. Kỳ lắm á, cái đó nó không vô luôn. Tuy vậy ngay tầm nhìn mình coi tivi sao, tuy nhiên thấy nguyên đống đồ. Để qua đi. Bà chị vợ ngồi kế bên chăm cái nó, chị thấy kỳ lắm á, nó không được đâu, không có được, dọn qua đi. Ok rồi, xong dọn năm cục qua xong cái tự nhiên bà đứng giống như đứng giờ thôi dọn lại đi. Mà chính vì như vậy cô hiểu không, chính vì như vậy cứ mỗi lần làm bất cứ một cái chuyện gì trong gia đình là phải hỏi, phải hỏi. Ừ thôi sẵn vậy con kể luôn đi, còn có cái tật xấu gì nữa? Còn cái tật gì nữa ngoài cái tật đó? Lì gì cô? Lì. Rất lì. Có nghĩa là ví dụ như mình giận thì mình đã là vợ chồng mình yêu nhau tới nước này rồi, hai đứa con rồi, nhưng giận xong cái cho anh xin lỗi nha, im tối ngủ ôm, tại người ta nói ôm là sẽ giải quyết. Ôm gồng không thọt vô được luôn á, đúng không? Không thọt vô được luôn cô. Đúng rồi, giờ này kỳ quá, không nói chuyện. Qua ngày hôm sau nói chuyện, nhắn tin con không trả lời luôn, cái là nhắn tin lại, đã chán nhau rồi thôi thì mình giải thoát cho nhau đi. Không có, con nhắn lại cái gì vậy? Rồi mới nói là ngày xưa lúc tôi quen ông, tôi yêu ông, mỗi lần tôi làm gì sai á là ông hay cũng như là lúc đó mình hay gọi là mình lì mặt, mình nói anh xin lỗi em vậy. Trai mặt dài á, trai mặt liên lạc cỡ nào được. Giờ con thấy càng nhắn hình như là bả càng nói lại, mà chính vì cái trò càng nói lại thì sẽ con nghĩ là cảm giác nó sẽ cách xa nặng nề hơn. Chẳng hay giờ mình im lặng bình tĩnh lại nói chuyện, đúng không? Đúng chưa? Cái tật bệnh cô hay chia sẻ những điều buồn phiền lên Facebook. Bạn con đây là cô, dám bảo đảm luôn, bạn con chắc chắn biết mình buồn thì chẳng hạn như là mình ghi một cái chữ gì đó nó ok, hôm nay tôi buồn, tại sao trên đời đối xử tôi như vậy là ok rồi. Không, con này buồn rất ngộ, buồn mà vẫn phải lên mạng kiếm một cái hình để nó phù hợp. Phù hợp với nỗi buồn. Nhưng mà rảnh. Ủa vậy là sao ta? Ủa vậy là buồn hay là không buồn, hay là buồn có nội dung hay là buồn gì? Tôi muốn đi đâu đó thật xa, cái là có một tấm hình, có con đường. Có một con đường xa, cứ có một người đeo cái ba lô quẩy mà đứng xa, thiệt xa. Mà cách tìm cũng dữ lắm. Thôi, nói mà cái thời gian mà tìm mấy tấm hình đó là hết buồn, bớt buồn rồi. Bớt buồn rồi. Thì là bớt buồn rồi mà vẫn để một cái ta tết buồn. Diễn viên mà, thì mỗi lần bà này buồn
là đấy ông này là vô nhắn tin gì mày thôi bà Liên vợ bạn không, ủa gì vậy anh sao để chuyện đó. Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, chị Phượng. Ê mày, mày đừng làm như vậy, có một con vợ mà như con Trâm là khó lắm nha. Chửi nữa. Ủa chứ, giống như là em xin lỗi với chết mẹ, em làm gì vậy trời. Mong muốn một điều thay đổi duy nhất, con mong là Trâm thay đổi cái gì? Bà này chỉ đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Tại vì bà suy nghĩ là tôi sinh ra trong cõi, trên cõi đời này là tôi sai. Số tôi là số sinh ra là không đúng. Tôi mang lại cái xui xẻo cho ông. Cho nên là tôi cảm giác như tôi là người có lỗi với ông. Trời đất, đó, sao tiêu cực dữ vậy? Dạ, sao cố thiệt mà cố. Bà đã từng nói là bà nghĩ tới chuyện tự tử luôn á. Dạ, cả nghĩ quá đó. Không, không, theo mình nghĩ thì có khi nào Trâm đang rơi vào cái trường hợp trong cái giai đoạn là bị nó gần như là trầm cảm. Mới đây thôi. Là trước đó nhiều lắm rồi cô. Bao lâu? Lâu lắm đó cô. Ngay cả lúc mà mang thai đứa thứ nhất cũng vậy. Sau đó tất cả những công việc làm ăn thì bà cứ cảm giác như nó không được trôi chảy. Thì bà cứ nghĩ là tại vì bà, rồi bà làm cái gì cũng sai. Bao bỏ giờ cái tư tưởng nó đi. Đúng rồi, tại vì phải bôi, phải xóa, phải dạ, delete ngay và liền. Em cũng đang cố gắng làm cái điều đó. Ủa, Trâm rồi Trâm có muốn hoàn thay đổi gì không? Không, con giờ hoàn thiện rồi. Không, mới gần đây thôi. Mới gần đây, cách đây chừng khoảng gần năm á. Đỡ được chút chứ trước đây là cũng còn vô tư, vô tâm lắm. Bây giờ ở trong nhà của hai đứa, đứa nào là trụ cột? Quán Xuyến là trụ cột đúng không? Đó thì con là trụ cột của gia đình. Trách nhiệm con gánh nó nặng lắm. Trong đó là có hai đứa con. Rồi có một chồng mà tính tình rất là vui vẻ, rất là vô tư. Có nhiều khi nó vô tư nữa. Thì sao trong cuộc đời có những cái lúc nó không không đúng ý mình, thì thành ra là nó gần như nó không phải trầm cảm mà nó bị gì nè, nó bị hơi bất đắc chí một chút xíu. Đó là những cái suy nghĩ mà của rất nhiều người chứ không phải một mình Trâm suy nghĩ đâu. Con gạt bỏ cái đó đi, tại vì con càng nghĩ cái đó thì con sẽ càng bị áp lực. Đúng rồi, đúng nhiều vậy. Người bị lắm, chỉ có điều người ta nói ra hay không nói ra, mình biết hay không biết thôi, chứ ai cũng bị hết trơn rồi đó. Chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc và sẽ có thật nhiều điều may mắn đến với gia đình của hai bạn. Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó có người có tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà lại gì luôn. Không để ý trâu hay bò hay là ngựa hay là cái gì luôn. Cái dù, em ơi, cái đêm tân hôn vui không em? Dạ không. Sao vui được? Chú làm cái chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt. Chắc cũng phải 2-3 tuần gì đó. Sau rất là nhiều sự cố gắng. Phải đúng là cố gắng luôn đó. Rồi là chưa có gì hết. Đúng không chị? Cho nên là nó rất là khó. Khó lắm. Khi về hỏi mẹ, rồi hỏi bạn, rồi hỏi những người đi trước. Ủa làm sao? Xí. Em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ. Ê, em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba trong mấy câu chuyện này. Thì có mẹ hỏi cũng mẹ. Mẹ cũng bó tay, hỏi ba. Quốc Thuận xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Mời hai em. Mình thấy cái đơn là mình thấy có vấn đề rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Lời đầu tiên thì xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Đàn thì mình sẽ có hát nữa, tại vì em đàn không có hay, em hát thì cũng không có hay, nhưng mà hai cái đó hợp lại thì nó đỡ dở hơn. Đỡ dở thì... Dạ. Dạ. Nhưng mà cái đối tượng mà em phục vụ chính là ai nè? Dạ. Dạ, bà xã. Đó. Rõ ràng để chi biết không, để lúc em đờn là em được quyền nhìn thẳng vô mắt bà xã. Thật ra thì khi mà đàn thì em cũng không có cần nhìn đâu, tại vì cái bài hát mà em viết á thì cũng là viết về bà xã. Trong lúc em lên dây đó, chuẩn bị đó thì bây giờ mời em, bây giờ em giới thiệu em một chút, vừa xong một cái là tiếng đàn cất lên liền. Đúng rồi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và tất cả những quý khán giả xem chương trình này ạ. Em tên là Nguyễn Vũ Ngọc Châu, thì em đang làm CMO là chuyên môn cho văn phòng đại diện của Viện Tế bào gốc ESL Bio. Chào mời em. Dạ, hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh, em tên là Nguyễn Thái Dương. Thì các bạn học trò của em hay biết là em hay dùng âm nhạc để mà đưa vô bài học để mà dạy. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ không có dùng âm nhạc để đưa vô bài học, mà mình chỉ nói về tình yêu, gia đình thôi. Là Dương nhiêu tuổi rồi cưng?
Hôm nay em ngót nghét 30 rồi. Ngót nghét 30 dạ. Rồi. Quá. Sáng 5.000 xôi, chiều 3.000 trà đá. Còn Châu thì sao? Thì em ngót nghét bằng dương. 29. Thôi bây giờ em đàn một bài để cho anh chị ké. Ké, đúng dạ. rồi đó. Nghe ké cái coi. Dạ vâng, em rất là hân hạnh. Thì cái bài này nó tên là cái bài Tự nhiên. Tự nhiên hai người chẳng quen biết nhau mà có thể trò chuyện suốt đêm thâu. Tự nhiên hai người nào thân thích đâu mà trái tim chung nhịp cầu. Tự nhiên hai người từ hai xứ sở chẳng biết sao lại gặp gỡ. Tự nhiên hai người hai quê xa lạ giờ sống chung một nhà. Lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ồ lạ thấy, tự nhiên ta tâm đầu. Ồ ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Tự nhiên hai người từ đâu khiến xuôi lại chia ngọt sẽ bùi. Một khi có người sầu lo chẳng vui, người kia cùng với nụ cười. Tự nhiên bên đời anh đây có thêm người thân ấy là chính em. Tự nhiên trong nhà anh ấy có thêm người anh sớm về mỗi đêm. Lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ồ lạ thấy, tự nhiên ta tâm đầu. Ồ ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Dạ, các bạn hát hay quá em ơi. Dạ, rất hân hạnh. Cảm ơn anh nhé. Anh rất muốn biết à, hai vợ chồng em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Dạ, vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là em đại diện cho lớp em và chồng em đại diện cho lớp chồng em làm MC trong trong cái chương trình gọi là truyền thống khoa về sinh học. Tụi em cùng trường, cùng khoa, chỉ khác lớp thôi ạ. Chắc là em gặp cô này là chắc là không bình thường nào đúng không? Cũng không có bình thường. Trước khi mà lên sân khấu làm MC á, là em thế cho một người bạn. Chắc vợ em không dám nói đó chứ. Vợ em về kể lại, trời, lần đầu tiên gặp anh á, em thấy cái gì đó nó dơ dơ. Tại ngày xưa sinh viên tự nhiên mà. Cái này chắc cũng xin lỗi các bạn tự nhiên, chứ thực ra mà nói mình là cũng là người tự nhiên. Thì mình thấy sinh viên tự nhiên nó tự nhiên quá. Không có chú ý về cái cách ăn mặc, đầu tóc, không có chú ý gì hết trơn. Ngày xưa tóc em nghệ sĩ để cái mái mà nó che hết nguyên khuôn mặt mà mồ hôi mồ kê mình, đúng là dơ, đúng là dơ đó. Giờ thì móc cũng cũ cũ. Dạ đúng rồi, nhìn nó dơ lắm. Còn em thì nhìn bà xã thấy trời sao gì mà chỉnh chu gọn gàng quá. Em thấy lần đầu tiên ở trong trường khoa học tự nhiên mà có một nữ sinh viên mặc đồ bó vô quần. Thời của em cách đây 10 năm không có ai vậy hết. Em gặp bạn này cái là em thích bạn liền không? Dạ không. Nó không phải là đùng một cái mà mình thấy là nó bất bình thường, mà nó sẽ trải qua nhiều cái sự phát hiện nhỏ. Thì cái phát hiện đầu tiên thảo luận về cách mặc đồ của cái chương trình. Nãy giờ Dương kể thì các anh chị cũng nghe là em là có bị bệnh là điệu bẩm sinh đó, nghĩa là em rất là điệu. Cho nên nó là sẽ gây được ấn tượng với Dương là vì em điệu hơn các bạn. Chương trình người ta có 3 tiếng à, mà tụi em thống nhất là mặc 3 bộ đồ. Ban đầu Dương đề nghị thì rất là mắc cỡ, sợ em không chịu, nhưng mà em nghe 3 bộ đồ em mừng quá. Tại vì mình được điệu. Dạ đúng rồi. Thích quá, cho nên đó là cái đầu tiên mình hợp ý nhau là mình rất là thích đẹp, mình rất là thích chỉnh chu. Vậy thì là bao nhiêu lâu sau cái lần mà tự nhiên đó thì tụi em có một cái cuộc gặp gỡ riêng để mà chính thức giống như mình để ý nhau á?
Thì có một lần em nhắn tin với Dương là em đi làm về tối, thì Dương nói là sẽ đón em về. Cho nên đó là Dương chở em về, thì hai đứa ngồi ngoài lề đường ở gần cái khu em ở. Thì đó lần đầu tiên gọi là ngoài công việc và ngoài cái việc đi học thì gặp nhau bên ngoài. Lúc đó là có tỏ tình luôn không Dương? Chưa anh, chưa. Cái ngày tỏ tình đặc biệt lắm. Cái ngày em chính thức tỏ tình là ngày Noel. Ngày Noel năm rồi, ngày Noel vừa rồi chính là kỷ niệm 9 năm. Ủa? Ngày quen nhau. Wow, 9 năm. Dạ, 9 năm luôn. 9 năm quen nhau. Rồi, tới giờ sao nè, tỏ tình có gì đặc biệt không nè? Em thức đêm, thức hôm, làm quà handmade rồi tặng bạn mấy con bò sữa bằng giấy. Lúc cảm nhận của em sao đó, tại sao không tặng là con chim sơn ca? Đúng rồi đó. Hay là xếp con gì đó mà xếp ngay con bò. Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó không có người có tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà là gì luôn. Không để ý trâu hay bò hay là ngựa hay là cái gì luôn. Nói chung là mình nhận trong lòng rồi nhưng mình không nói ra. Không nói thành lời luôn. Dạ. Coi như là chấp nhận, em cũng hiểu là bạn dạ. này đồng ý thôi. Dạ đúng, nhận qua mà chị. Như là ngày xưa không có nắm tay nhưng mà có có hôn gió được không? Dạ có. Hôn gió hả? Dạ. Trời đất ơi, hôn gió bà nội ơi. Vậy hả? Hay là vậy hả? Trời ơi là trời. Rồi cái nấc thứ nhì là bao lâu thì em mới được nắm tay, rồi em mới được đặt cái luôn. Đặt cái bờ môi của em lên gò má của chị. Chắc cũng phải cả tiếng sau. Dạ. Lâu quá. Lâu quá, chị tưởng nó nói là tháng sau hay năm sau. Không, mình cũng nghĩ vậy luôn á. Dạ, tóc, không tóc. Hai tháng sau. Hai tháng sau, là mấy hôn môi. À, hôn môi. Hôn má thì em chồng không... em là hay quên á. Hai tháng sau là hôn má, sáu tháng sau mới hôn môi. Rồi đó. Nhưng mà là có lúc nào mà giận hờn nhau đến độ phải đứt đoạn không? Dạ, giận một lần. Em cũng không nhớ lý do tại sao, nhưng mà cũng giận nhau một tuần. Cũng cảm thấy là buồn, là tổn thương lắm. Nhưng mà cũng do là tụi em quen nhau từ ban đầu á, là lý trí đi trước tình cảm. Thành thử ra là suy đi nghĩ lại thì cũng không có ai hợp với mình bằng người này. Rồi bên này họ cũng nghĩ vậy. Cho nên nó là ráng lắm mới được một tuần, giận nhau mới được một tuần. Rồi xong đó là ở quê luôn. Dạ. Và êm đềm cho tới ngày cưới luôn. Rồi, vậy là hai đứa giữ gìn với nhau cho tới ngày lấy, ngày làm đám cưới luôn. Dạ, dạ. Đúng rồi. Như vậy là trước đó là cũng không sống thử, không gì hết luôn. Tụi em làm ăn chung, rồi chung rất là nhiều cái về tiền bạc tất cả mọi thứ. Nhưng mà chỉ là giữ gìn cái chuyện quan hệ thôi. Em ơi, cái đêm tân hôn vui không em? Dạ không. Sao vui được? Chú làm cái chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt. Dạ chớt quớt. Chớt quớt luôn. Là do ông xỉn. Thì hai đứa tỉnh quá nên mới chớt quớt. Chắc cũng phải 2-3 tuần gì đó. Sau rất là nhiều sự cố gắng. Phải đúng là cố gắng luôn đó. Rồi có cả lo sợ nữa. Rồi mình cảm thấy mình cái này mình chia sẻ kiểu đàn ông như không sao cả anh Thuận đó, kiểu là chưa có gì hết. Đúng không chị? Cho nên là nó rất là khó. Khó lắm. Cái về hỏi mẹ, rồi hỏi bạn, rồi hỏi những người đi trước. Ủa làm sao em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ. Em cũng không biết tại sao không có hình bóng của ba trong mấy câu chuyện này. Chỉ có mẹ hỏi mẹ. Mẹ cũng bó tay hỏi ba. Còn bạn này mới hỏi mẹ nè. Rồi hỏi chuyên gia nữa. Hỏi bà trong đó em cũng thấy sao mình dở quá vậy. Cái này gì là do mình không? Thí dụ như mình ào ào cái là được rồi. Nhưng mình sợ. Mình sợ chỉ đau. Tức là mình cứ không có. Cứ sao quân. sao quân hoài. Thôi rồi cuối cùng cũng ráng. Và cũng được 3 tuần gần tháng sau. 3 tuần sau mới có đêm tân hôn. Dạ đúng. Đúng nghĩa. Trọn dạ, vẹn. Đúng nghĩa. Còn em sao, có về hỏi mẹ không? Dạ không. Em thì em cứ im lặng thôi. Nhưng mà rồi á, trong 3 tuần lễ mà sầu quần chưa đâu vô với đâu á. Dạ. Em có bị hoang mang lo sợ? Dạ không, em thì là tâm lý em lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan á. Với lại là em lo đi chơi, em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật. Tức là trong 3 tuần trăng để chuẩn bị lên kế hoạch á, thì không được. Nhưng mà trước khi đi là cũng được rồi. Rồi xong mày đi á, cái đó là dính luôn. Dính bầu luôn, Một lần duy nhất. Và từ đó là chỉ, vậy là coi như là từ lúc cưới cho tới lúc đẻ, mà đẻ con xong là phải kiêng nữa. Coi như tổng cộng 2 lần. Trời. Tụi em chỉ mới tân hôn đâu đó chừng 5 đổ lại đây. Mà con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 3 tuổi rồi anh. 3 tuổi rồi. Dạ, là... dạ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái phần là... rất là hấp dẫn nha. Nãy giờ anh thấy chồng em á, nhẹ nhàng, điềm đạm, từ tốn, rất lịch thiệp vậy. Không biết anh ấy có nhiều tật xấu không ạ?
Chồng em thì hay bề bộn, nghĩa là về là giày bỏ nơ, dớ bỏ nẻo. Cái bàn làm việc của chồng em mà nó sạch được quá 3 tiếng là em phải làm tiệc chúc mừng á. Vì lên ngồi cái là nó tùm lum hết à. Nghĩa là ông để, ông quăng sách vở để. Dạ. Bừa bộn nó. Dạ đúng rồi, cái ba lô chồng em mà mở ra là coi như là giống như túi Doraemon, không thiếu cái gì hết. Nhưng mà em thì được cái là em thoải mái, cho nên đó là chồng em dậy thì em cũng thấy thoải mái, ok luôn, không sao hết. Hai vợ em chồng em mà đi du lịch về là hai cái vali, là cái vali bỏ chỗ này, cái vali bỏ chỗ kia, rồi cứ lôi đồ ra mặc hết thì cất vali thôi chứ cũng không. Nhưng mà em có bừa bộn không? Dạ. Em có bừa bộn giống như ảnh không? Em thì em không bừa bộn như ảnh, nhưng mà em cũng không phải là người quá chi ly trong trong mọi thứ. Còn gì nữa nè? Ừ, còn thật xấu gì? Có giống Nobita không? Dạ, quên chồng em là sao? quên số 1 luôn, nhưng mà may quá em số độc đắc. Em quên giỏi hơn chồng em. Quên. Tiếp tục này. Chồng em cọc nhưng mà em có thuốc trị. Thật ra là chồng em cọc thì em giả ngu, giả ngơ, coi như không biết gì hết. Xong rồi lấy hồi là quên luôn, thế là xong. Quên là mới cọc luôn. Thật sự luôn là kể tính tốt thì em kể rất là nhiều. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Em thì em thấy như vậy là được rồi. Quá tốt. Vậy là tới em đó Dương. Nói chung thì em cũng có cái hội bạn thân, là cái nơi mà em hay chia sẻ những cái tật xấu của bà xã. Mấy bạn em cũng có bà xã hết, về kể với nhau thì mới phát hiện một điều, đó là cái tật xấu của mấy bà xã của mình thực ra nó ai cũng có. Y chang luôn á. Cái đầu tiên là cái mà em cảm thấy khó chịu nhất, nó làm cho em nhiều cảm xúc tiêu cực nhất, đó là cái chuyện mà phủ nhận tất cả những cái gì mình đã làm. Cái này nói được không ta? Chồng đi làm về thì phải đưa tiền chợ. Đó, đưa đường chợ vậy. Nhưng mà mỗi lần mà giận lên chút xíu như là anh không có lo gì được cho em hết trơn, anh không có cho em có đồng nào hết trơn đó, kiểu vậy. Là quên, nó bị tính hay quên. Cầm tiền xong mà không nhớ mình cầm tiền của ai luôn. Dạ đúng rồi. Xong cái đó mới đưa hồi chiều đó, bây giờ kể nữa có chút xíu vậy mà cũng kể nữa. Kể quá trời kể luôn đó, kiểu vậy. Rồi một cái ha. Rồi cái thứ hai đó là cái này gọi là quy tắc con số 4 mà mãi tới bây giờ em mới học được, chứ ngày xưa đâu có biết. Cho nên là luôn luôn gặp rắc rối. Mỗi lần mà giận nhau ấy, bả nằm xoay vô tường, còn em phải nói em ơi cho ôm cái nha, thôi đừng có đụng vô, thôi cho ôm cái đi mà, thôi đừng có đụng vô. Mình muốn ôm rồi đó, cái vợ mình mới nói không, cái này em nghiêm túc, tại vì bây giờ em mệt á, nếu mà anh cứ đụng vô người em như vậy nhiều á thì em sẽ không có ngủ được, cho nên là nếu mà anh muốn á thì nói chuyện sao bây giờ không đụng vô em. Nghe nghiêm túc quá, em tưởng thiệt. Cái thế là em ngủ luôn. Cái sáng mai tại sao anh không ôm em, cái ủa nó mới được đâu, không được, anh phải nhớ quy tắc con số 4, phải năn nỉ 4 lần. Tới cái lần thứ 5 mà em vẫn như vậy thì mới là thật. Đó thì đó là cái mà em học được, thì có như sao đó bớt là xuống 2 lần cho đỡ mệt. Bớt xuống đi, ta đi chợ tôi còn trả giá mà. Chứ nhiều khi mình thoải mái quá cũng đâu có được chị. Nhưng mà mình bây giờ phải làm nư chứ. Từ cái con số 4 nó lờn. Số 5, số 6 này kia là có nhiều cái chiêu trò khác nữa, cái đó là cái thứ hai. Này lại có lần em mệt nữa nè. Có một ngày đẹp trời nọ, cái tự nhiên cái cảm thấy khó ăn khó ở, cảm thấy hay cáu gắt. Lúc đó mình biết là giận rồi, mình cảm nhận được. Cái mình hỏi em giận anh gì hả? Đâu có giận gì đâu. Sau mãi sau này mình mới biết là ồ, hình như đã lâu rồi mình không có chuyện ấy. Cái lúc đó là lúc mới cưới, cũng lo toan nhiều thứ lắm. Rồi mới dọn ra riêng, có rất là nhiều gánh nặng phải lo, mà đùng cái có bầu nữa. Cái mình nói, à trời ơi, thì ra là cái chuyện đó. Cho nên là mới khó nói đó, chứ sau đó hiểu rồi thì lâu lâu em cũng mạnh dạn. Mà bây giờ chủ yếu là em đòi nhiều hơn. Rồi bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì? Dạ, thay đổi gì không? Muốn thôi, chứ cũng hiểu là cái hoàn cảnh nó cũng khó. Tức là sáng sớm vợ nấu cơm, mình ăn cơm chung, vợ ở nhà chơi với con hết đi, mình đi làm được rồi, còn vợ đi làm cho vui, một ngày 4 tiếng thôi, một ngày 8 tiếng thôi đó, rồi còn lại thì mình lo hết, thì đó là cái mong muốn của em. Nhiêu thôi chị thấy vậy nè, chị có cảm giác thôi là hình như tụi em còn có một cái gì đó nó vẫn còn giữ kẽ với nhau á, mặc dù là mình đã quen nhau tới 5-6 năm rồi, mình ở với nhau 3.5 năm rồi, nhưng mà hai vợ chồng vẫn còn một cái gì đó nó chưa phải là một, nó vẫn còn cái sự giữ kẽ. Giữ kẽ với vợ, giữ kẽ với chồng và giữ kẽ với mọi người xung quanh. Đó, thì giữ kẽ với người xung quanh là ok, là cái điều đó là nên phải bắt buộc. Nhưng mà em biết không, vợ chồng nó có cái vui lắm. Khi mà em đã vượt qua được cái điều mà giữ kẽ với nhau á,
thì chị nói thiệt với em là cho đến thời điểm đó thì cái mảnh ghép kia, cái nửa kia mới chính thức là một nửa của mình. Nó khớp á, nó vô cái ngàm nó khớp. Và tự nhiên mình cảm thấy rằng là tất cả những cái gì mà xấu xí nhất mà mình cần phải ém đi, mình cần phải gì cho mọi người đừng có thấy, là mình chỉ có xả được với chồng mình thôi. Và ngược lại chồng chỉ có xả được với mình. Nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó sung sướng lắm. Không, cái đó chị nói nghiêm túc. Em cứ thử đi. Tại vì cái người mà đi với mình đến cuối cuộc đời là chồng, là vợ mình thôi, chứ cũng có ai. Nếu mà mình thực sự là một nửa của nhau thì thành ra em thử cái cảm giác đó đi. Tức là tụi em đã rất nhiều những cảm xúc rồi, cái cảm giác rồi, bây giờ tụi em tận hưởng thêm một cái cảm giác đó nữa, là không giữ kẻ với nhau nữa. Đó là muốn là ánh đó, ví dụ nha, đó, lâu lắm rồi đó. Ví dụ vậy, chị nói vậy, không cần phải nói xa nói gần, không cần phải tự hiểu. Em hiểu cái gì không? Không cần phải tự hiểu. Tại vì như vậy nè, những cái đó nó sẽ làm cái hưng phấn của chồng em nhiều hơn. Hoặc ngược lại, hoặc ngược lại nha. Tự nhiên ủa trời, bà rất cần đến mình, bà là hiểu, bà rất là mê mình, bà rất là muốn mình, là tự nhiên cái hưng phấn nó nổi lên, đúng không? Đó, và ngược lại chồng cũng vậy đó. Đó thì chị chỉ góp ý vậy thôi. Em có vậy không? Có luôn. Không có, bởi vì mấy hai đứa liên tiếp đó. Anh hy vọng là sau chương trình này về các em, nếu như vẫn còn có cái gì mà chưa có thật sự là có thể tỏa ra hết, đó, bung xòe ra hết á, thì hy vọng sau chương trình về này hai vợ chồng sẽ không còn có một cái gì đó kẻ, không có gì cái gì đó giữ nữa hết. Nghe, cứ nói hết nghe. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều.